chờ một ngày kia em đọc vào hai bờ. Chữ tết có nghĩa chi mà trang sách viết hoa để trang nghiêm. Bộ xa đầu rông ấm áp, chiều bên tết ngày đầu năm mới ở quê hương các cháu thương đi chúc tết ông bà và chúc cho mẹ cha yêu sống lâu một năm mới an lành. Con hỏi mẹ thế tết có gì vui, mẹ mỉm cười tết con thèm một túi bánh mứt ngon mẹ vui đón xuân về. Thôi khắp nơi và tiếng pháo trong lành từng cách tùng từng cách tùng tùng tùng. Em hiểu rồi ngày đầu năm có tết tuy xa quê em vẫn thấy xuân về cùng nhau hát tết ơi tết thật to như tiếng pháo nó vang đón tết về từng cách tùng từng cách tùng tùng tùng. Tùng 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 tù